nào, chơi thôi. Ba sẵn sàng chưa? Rồi mà, nhanh lên nào. Bắt đầu rồi. Chào, mình là Amanda. Còn mình là Wally. Wow, nhìn hiệu ứng đặc biệt này đi. Mình không cần phải đeo kính 3D luôn. Con không thích vậy nữa rồi. Con trai, có chuyện gì thế? Sao chuyện lại thành ra thế này? Tẹo cứng rồi. À, đợi chút, chị sẽ cứu em. Ô không, muộn mất rồi. Này, trả con trai lại cho ta mau. Có muốn em trai mình quay lại không? Bọn mình sẵn sàng rồi. Mình sẽ viết. Có. Ok. Ồ, gì kia? Các bạn phải vượt qua tất cả các bàn. Đó là robot Boston Dynamics mà. Kỳ cục, làm sao để bật lên bây giờ? Hay là ở phía bên kia ạ? Để xem nào. Wow, nhiều dây nhợ thế. Nhìn kìa, có vài hình học này. Những thứ này có nghĩa là gì nhỉ? Để con nghĩ xem. Chúng mình phải suy diễn. Có lẽ con nên tìm manh mối. Phải có gợi ý ở đây chứ nhỉ? Hình như con tìm thấy rồi. Để gần nhìn hơn xem nào. Có một con robot tương tự ở đây này. Và nó có vài con số ở đây nữa. Là mã hiệu. Bố ơi, con nghĩ ra lời giải rồi. Dây màu đỏ nối vào hình tròn, màu xanh nối vào hình tam giác, và màu vàng nối vào hình vuông. Bật nguồn. Kích hoạt thành công. Hoàn thành nhiệm vụ. Wow, ở đây có món đồ tạo tác đầu tiên này. Đúng là thứ mình cần nè. Giờ đặt vào đây thôi. Wow, chúng mình qua màn đầu tiên rồi. Nhanh lên nào. Cô ấy đã thấy chưa? Ta thấy các ngươi làm tốt rồi. Nhưng hãy nhớ, thời gian không còn nhiều. Chúng ta nên làm gì đây? Xử lý luôn màn thứ hai nào. Bố ơi, nhìn kìa, bên trong có cuộn băng dính. Máy chém á. Amanda kia bị khùng rồi hay gì? Đợi một chút nào. Bố nghĩ chúng kết nối với nhau á. Nhìn đi, được rồi nè. Woohoo, có băng dính rồi. Wow. Ô không, nhưng con có ý này. Con sẽ giữ bánh răng, còn bố lấy băng dính nha. Ok, bố sẵn sàng rồi, còn con? Ô, bố ơi, được rồi nè. Cẩn thận nha. Ok, còn một chút nữa thôi. Đúng, sắp là của mình rồi. Sắp tới rồi. Lấy được băng dính rồi con à. Chúng ta qua màn 2 rồi. Tuyệt quá con yêu. Hả, gì cơ? Sao mấy người làm được vậy? Không thể tin được luôn. Amanda, tôi xong rồi. Cô còn gì để bọc nữa không vậy? Hả? Sao mà ngươi thoát ra được? Điều quan trọng là tôi cũng là quái vật đó nha. Không, ngươi chỉ là tù nhân của ta thôi. Hiểu chưa nhóc? Mình mang điểm tâm tới nè. Ồ, cảm ơn nha. Hả? Có mỗi xương thôi vậy? Gà của mình đâu? Mình thích gà rán. Thế đó, tại ngươi đó nha. Ha, không sợ, không sợ. Leo, leo, leo. Ngươi mới phải sợ ta. Đỡ nè. Sang chấn tâm lý mất thôi, trời ơi. Wally, đi chỗ khác chơi. Chà, tới lúc tới màn tiếp theo rồi nhỉ. Trơm trích. Này, có gì kìa? Bố không hiểu cho lắm. Hình như Opela không may mắn cho lắm thì phải. Ồ, con biết phải làm gì rồi nè. Lắp xương vào nha. Và cánh nữa nè. Bố ơi, được rồi. Chúng mình đã đạt giải. Woohoo, Opela, cậu lại ổn rồi nè. Tuyệt quá. Bố thử được chưa? Trông thú vị quá à. Ok, có ích thật đó. Cảm ơn nha. Ok, tới rồi nè. Và ở đây nữa. Ra, ta sẽ ăn thịt ngươi. Nhìn đi con, người nhện đi. Ồ, có gì đó sai sai. Sao? Tôi thấy kinh khủng quá. Đúng là ác mộng mà. Sửa lỗi. Hủy bỏ, hủy bỏ. Ha ha, xịt rồi. Bố giúp gì được cho con không, con yêu? Con nghĩ cậu ấy cần thêm like đó. Các bạn ơi, giúp tụi mình được không?
hãy like video này để robot giúp tụi mình nha. Tuyệt quá, mình đầy pin rồi. Phew. Ok, con sẽ làm ngay, không thể mạo hiểm thêm nữa. Đuôi này, con cần xương thôi. Lỗi tôi. Bố nhìn này. Này chị, bắt lấy. Đỡ nè. Cảm ơn em cứu tụi chị đó. Giờ chúng mình sẽ chơi Pikachu. Sẵn sàng. Và phần thưởng đây. Thông minh quá. Cảm ơn, con biết mà. Thắng cả ba ván. Tụi mình giỏi quá đi. Woohoo! Còn quá sớm để ăn mừng đó nha. Nhìn nè, có băng dính bên trong. Sẽ mất khá nhiều thời gian để chảy ra. Cha cha, biết thử xem đó là gì đi nào. Biết thừa. Đó là đá. Và đáp án đây này. Tụi mình cần gì đến laser chứ? Tự bố làm cũng được mà. Hình như mình làm hơi lố rồi. Tránh đường ra nào. Dùng tia laser không phải nhanh hơn à? Không được rồi. Con có ý này nè. Răng tôi. Khổ răng của tôi quá. Nếu con chuyển hướng được cái cán kia, ta sẽ lấy được băng dính. Được rồi nè. Làm thêm việc nữa cho chắc. Để xoay nó vào hướng cục đá này nào. Ước gì tụi mình có thêm cái nữa. Con lại có ý này. Giờ mà có cái cân thì tốt nhỉ. Con mà đánh bóng nó thì sáng loáng như gương luôn. Wow, disco. Ngầu thật á chứ. Bữa tiệc băng. Mấy người đàn ông này như trẻ con vậy. Con sẽ không làm thế nữa. Bắt đầu. Được rồi, có băng dính rồi nè. Tổ chức tiệc đi mà. Thôi đi. Ok, con là nhất. Bố sẽ nghiêm túc. Nhìn nè, gần xong hết các nhiệm vụ rồi. Đội này mạnh nè nha. Đập tay. Cái. Au. Ai làm vậy hả? Lại là ngươi à? Quê quá trời. Để ta cho ngươi biết thế nào là lễ hội. Tại ngươi thôi. Ok, ra đây. Phew. Cậu đang làm gì vậy? Amanda, giúp mình. Thôi đi. Đợi chút nào, hình như mình nghe thấy gì đó. Hình như mình có thể cứu em trai mà không cần làm nhiệm vụ. Tới lúc đặt bẫy rồi. Chúc ngon miệng nha. Không, mình không qua được. Chẳng nghe thấy ai cầu cứu gì hết trơn á. Hay là mình mở bẫy ra nhỉ? Ok, họ đâu rồi? Làm mất thứ gì à? Để ta giúp cho nha. Đây, ăn tạm đi. Mùi gì mà kinh kinh thế? Nãy giờ đâu có đâu ta. Càng ngày càng mùi hơn này. Khiếp quá. Mong cái anh chở rác này đi qua nhanh đi. Kinh chết đi được. Không thể nào chịu nổi nữa. Khẩu trang. Chắc là an toàn rồi đó. Đợi chút đã. Hình như mình hiểu rồi. Chỉ cần sắp xếp đúng thứ tự. Như dự báo thời tiết ấy nhỉ. Kiểm tra đã. Tuyệt. Mọi thứ đúng hết rồi nè. Giờ mình có thể tháo khẩu trang ra. Hả? Tới lúc làm cho nó khó hơn rồi. Thả quái vật ra nào. Tiếng gì mà kỳ kỳ thế? Không. Đừng mà. Đừng làm hại tôi mà. Nhưng mà thế này là sao? Hiểu rồi. Ngươi muốn sandwich à? Chúc ngon miệng nha, đồ quái vật. Con ơi, con có ổn không? Có chứ ba. Không, lại có nhiệm vụ nữa nè. Tới lúc cho những chú cáo đi tiêm phòng rồi. Tiêm vaccine vâng lời nha. Đừng mà. Nếu người muốn cứu những chú cáo nghịch ngợm này thì hãy hoàn thành nhiệm vụ đi. Chúng ta phải nhanh lên. Không, cô ta làm gì em ấy vậy? Làm sao để cứu bây giờ đây? Ba nghĩ quá muộn rồi. Tội nghiệp chú cáo nhỏ. Chúng ta không thể bỏ cuộc được. Vẫn còn cơ hội mà. Thử sốc điện tạo nhịp tim đi xem nào. Giờ tăng mất điện lên đi. Có được không? Bố ơi,
Nhanh lên nào. Ok, con biết phải làm gì rồi. Chúng ta phải sửa lại điện tâm đồ của chú cáo và làm mạch đập như bình thường. Được rồi, bố ơi nhìn nè, thổi khỏe lại rồi. Giỏi quá con gái. Woohoo, mình sống lại rồi nè. Cảm ơn, mình sẽ mang cho cậu băng dính. Bé cáo à, quan trọng là ngươi không sao là tốt rồi. Rồi sao, ấn đi. Xong, lại nhiệm vụ mới. Get go. Trông thú vị đó. Bố nghĩ mấy cái xô này để làm gì vậy nhỉ? Cha cha cha, nhìn như cái cân á. Trông kìa, chúng ta cần đổ đầy xô với những thứ có cùng màu. Nhanh lên nào. Bố tìm được mấy thứ màu vàng rồi đây. Và con tìm thấy màu đỏ rồi. Xong, giờ sao? Thử nào. Sẵn sàng, làm được chưa? Vẫn chưa đủ. Nhưng chắc ăn gian xíu không sao đâu ha. Yeah, vậy thì mình sẽ thêm chút đồ màu đỏ vô nữa. À ha, mong là được. Nè, đừng ngủ mà. Chúng mình sắp hoàn thành rồi. Hả, đây là đâu? Hình như bố vừa ngủ gật. Ồ, không. Ta không chịu nổi nữa rồi. Ha ha, ta là Thor đây. Thằng nhóc này là mình điên lên mất. Ngươi sẽ không biết đâu. Như thế là sao? Tụi tôi đâu có thắng màn cuối cùng. Được rồi, đi đi. Đây, của mấy người đó. Chúc mừng nha, thắng rồi. Qua hết rồi nha. Đỡ nè. Ow, băng dính. Và thứ quan trọng nhất này, tên nhóc con nghịch ngợm. Thoải mái quá đi. Ha ha. Từ từ, đợi đã. Alo, vâng, tôi sẽ đến ngay đây. Giờ sao? Tụi mình chơi phần 2 nha. Yeah, chơi thôi. Em háo hức quá. Yeah, lần này ta đã sẵn sàng rồi. Đồ con nít quỷ. Ô không, đừng vậy mà. Ta cũng nhớ mặt ngươi nữa đó. Sao vậy nè, sao đóng cửa rồi? Luật lệ gì kỳ vậy? Nè bé cưng, cùng chơi nha. Biết tên chị đi. Được rồi, để em làm. Bé ngoan nè. Khiếp quá đi. Mong là mình không bị đánh. Nè. À, đừng sợ mà. Mình muốn giúp cho cậu. Được rồi, mình tin cậu. Xem nè, làm sao cậu đi được nếu cứ trông như vậy. Mình thì thế nào chứ? Cậu cần trở thành Amanda để ra khỏi đây. Đã rõ chưa? Nhưng làm sao biết khi nào mình đi được? Cứ nhờ cánh cửa này. Ồ, còn lâu mới đi được. Đừng ngốc như vậy. Có chí thì nên mà. Ồ, giúp mình mở các sắt với. Để xem nào, mình phải đoán mật khẩu thôi. Không được rồi. Vậy là... Willy, cứ vậy chừng nào xong. Mình nghĩ đáp án liên quan đến chiếc đồng hồ mà Amanda để lại đó. Có thể đây là khóa từ xa và kết nối mọi chiếc đồng hồ trong phòng. Chỉ nhìn thôi mà thấy nhiều lắm rồi. Hiểu rồi. Tất cả hiện thời gian khác nhau. Mình cần làm nó hiện cùng một giờ. Mong là thành công. Đặt 2 giờ chiều. Tuyệt vời. Vài chiếc nữa. Thế là xong. Willy thành công chứ. Woohoo! Bên trong là gì vậy? Máy xông hơi mặt. Trên TikTok có cái này nè. Cần đổ nước vào hộp rồi khởi động thôi. Giờ làn da mình mềm và ẩm ghê đó. Đẹp quá. Wow, đẹp quá đi. Mình cần điều này nữa. Mặt nạ nano cân được hết. Bật chế độ hồng ngoại nào. Ha, mụn biến mất rồi. Hoàn hảo luôn. Này cưng à, mình tìm thấy cuộn phim nè. Chắc là manh mối đó. Mình cùng xem nha. Sao mình chả thấy nhỉ? Xem thôi nào. Bắt đầu. Bác cậu, biết đi. Đây là gì vậy? Chiếc bánh.
Tuyệt. Giờ cậu phải làm bánh đi. Được rồi, triển liền thôi. Không biết có gì bên trong nhỉ? Được rồi, mình chắc chắn sẽ cần bột mì. Các bạn ơi, bình luận các nguyên liệu nào mình cần để làm bánh nha. Cảm ơn ạ. Dưa leo, bơ, rau diếp, tỏi. Quá trời nguyên liệu luôn. Mình chọn bột mì, táo và bơ. Trơm trích. Làm được rồi, ngầu ghê. Đợi chút đã, khóa mở rồi à. Có gì bên trong nhỉ? Mình thích đập hộp. Wow, là cuộn cao su. Giờ đến phần tóc. Nếu mình làm đúng hết, mình sẽ có kiểu tóc như của Amanda. Ừ không, rối tung rồi. Đừng buồn nữa mà. Để mình giúp. Cậu chỉ làm tệ hơn thôi. Không có cậu mình vẫn làm được. Cưng muốn thoát ra à? Vậy ai chơi với chị đây chứ? Hả? Chị sao vậy ạ? À? Amanda, giúp em. Em không làm tóc giống chị được. Không hề khó đâu. Làm nhiều là quen à. Tuyệt, cho em nhìn với. Cột chùm tóc vào chính giữa. Làm lỏng tóc ra và quấn dọc theo cuộn cao su. Xong rồi thì dùng kẹp tóc. Rồi đó. Và giờ thì xem nè. Đập tay nào. Ồ, cưng à, cứ đợi chị đó. Xem thử em đạt mức nào rồi. Ồ, tiếp tục phát huy. Hả? Có lối đi khác nè. Đừng nhớ em nha, Amanda. Wow, có ai dọn dẹp nơi này chưa vậy? Cưng nghĩ ở đây mình thông minh nhất à. Mơ đi, chị sẽ bắt được em. Ý là quái vật bắt được. Bắt bé gái lại. Ô không, đây là ai? Đến lúc chạy rồi. Hiu, xém thì toi. Đừng hòng chạy ra nha. Sao xui quá vậy nè? Sao hết pin vậy nè trời? Nút thích á. Các bạn ơi, hãy thích video này để sạc pin giúp mình nha. Giúp mình với. Chưa thấy nó ở đây bao giờ. Sao lại có chữ cái ở đây? Lại chiếc két sắt khác. Lần này mở thế nào đây ta? Cậu thoát rồi. Tuyệt. Để mở hộp tiếp theo, cậu phải hát một bài. Hả? Dễ ợt. Làm ơn cứu em. Em muốn được cứu. Ồ, rồi bài này sẽ phổ biến đó nha. Nhưng giờ cậu cần đoán mật khẩu. Một từ thôi. À, được rồi. Giờ rõ rồi. Đoán thôi, ta có gì đây nhỉ? Nếu mật khẩu là Amanda thì sao? Biết ngay mà. Cậu nói đúng rồi, Wally. Giờ tìm xem đằng sau ổ khóa là gì. Nhìn nè, quần jean. Mình không mặc vừa. Để mình cắt ngắn lại cho. Cảm ơn, mình tự xử được mà. Bắt đầu nào. Dài như này là đủ rồi nè. Quần đùi hợp đó nha. Cơ hội đây rồi. Lấy áo phông lúc Amanda không để ý. Kế hoạch hay lắm. Siêu đỉnh. Ồ ồ, hình như cậu thấy rồi. Này, áo phông đâu rồi? Đảm bảo là con nhỏ xấu tính lấy mất. Mình phải đi thôi. Nhỏ khờ, chị đến liền đây. Cưng may đấy, chị còn áo khác nè. Ước gì đây chỉ là giấc mơ tồi tệ. Sao mình ngủ được đây? Có lẽ mình cần phải đếm cừu. Một, hai. Cha cha cha. Giờ em đừng hòng chạy trốn nha. Xem chị ra tay nè. Để em yên. Em không ăn đâu. Ô, cừu á. Một, hai, ba. Không. Chị phá giấc ngủ của em rồi. Chút ngủ ngon. Cậu kêu mình nè. Amanda, cậu lại ngủ trên sàn rồi. Về nhà thôi. Được rồi, nghiêm túc làm nhiệm vụ nào. Phải triển ngay liền thôi. Đủ rồi nhỉ? Bắt đầu cuộc săn thôi. Tuyệt vời.
Này, Huggy, đi đi, cậu tự do rồi. Né qua coi. Sao cậu dám? Nhận lấy nè. Sao cơ? Anh nhện. Lâu lắm chưa gặp đó. Anh khỏe chứ? Ồ, em cũng vậy. Vẫn bình thường. Ồ, anh làm gì vậy? Ồ, đây là Huggy, em muốn chứ. Gì cơ? Chỉ là cuốn sách thôi á. Tuyệt vời. Bắt lấy nè. Gì vậy ta? Wow, là câu đố khác. Phần thứ hai ở đâu? Mình phải nghĩ như mẫu giấy vậy. À, đây rồi. Giờ thì rõ rồi nha. Mỗi hình là một màu. Vẫn trong tầm tay hết. Tiếp theo là gì? Wow, mình nghĩ mình biết gì rồi. Để được như Amanda, mình phải có Wally. Hoặc có túi xách giống như vậy. Các hình cần có khỏi tấm da cừu. Rồi khâu các cạnh lại. Tuyệt, mình sẽ làm chân với vải đen. Lấy mảnh vải khác, vẽ đường viền cho tay và miệng. Gấp lại, rồi dán phần tay. Giờ ráp tất cả bộ phận lại với nhau. Và gắn thêm mắt. Đợi đã, hình như... Phải rồi, có gì đó bên trong. Wow, cuộn phim. Là gì nhỉ? Em thấy đồ bên trong Wally rồi đó. Giờ đến lượt chị. Không, đặt con kẹo giải cứu đi. Xem đây, Amanda. Là cậu giúp cho nhỏ nhỉ? Mình nghĩ cậu nên có kiểu tóc mới. Đừng mà, Amanda, đừng. Ngồi yên đi. Trước tiên là chải. Chị ta không để ý mình. Ư, cổ là quái vật. Đi thôi Wally, mình cứu cậu nha. Cưng à, sẵn sàng chưa? Wally, cậu đâu rồi? Ha ha, bé mèo đáng sợ. Chà, còn để lại trái ô liu nữa. Mình đến vừa kịp lúc luôn. Ô không, tóc mình bị hư rồi. Mình không nhờ Amanda giúp được nữa. Nhìn nè, cậu cần cái gì tương tự vậy? Quái vật cũng có hai que, giống cậu và Amanda vậy đó. Cậu nói đúng. Trum trum trích. Giờ mình tự làm được dây chung cho tóc rồi. Nhìn nè, trông đáng yêu ghê nhỉ. Bông hoa trông ngon quá. Ôm nhom nhom nhom. Gì đây? Được, được rồi. Hiểu rồi, mình không vậy nữa. Đến lúc tăng nhiệt độ lên rồi. Ơ, sao nóng vậy nè? Nhảy đi cưng. Như không ai thấy vậy. Ô không, giày của mình. Mình nên làm gì đây? Ô, nhiệm vụ mới. Mình làm được mà. Mình luôn muốn mang đôi Crocs. Ha, đây là bình xịt nè. Nhưng làm sao kéo lại gần đây? Thôi nào, động não đi. Mình có ý này. Phun sơn vào xô nước nè. Giờ thì nhúng đôi Crocs vào. Tuyệt vời. Sao cơ? Tuyệt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ mình không sợ dung nham nữa. Ở đây có gió à. Ồ, làm sao được hay vậy? Wally, là cậu đó à. Mình xin lỗi, mình mê bơ lắm. Mình không cưỡng lại được. Ồ, giờ sao mình mang nó nữa? Cậu là đồ xấu xa. Tụi mình đổi đồ qua lại nha. Mình đưa cậu đôi tất mới.
mà cậu đổ cho mình đống bơ này. Được rồi, tha cho cậu đó. Tất cũng đẹp nhỉ. Gì thế này? Cánh cửa thả mình đi rồi nè. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Em đi đâu vậy? Cùng chơi đi. Ow! Chị bị sao vậy? Là do cuốn phim sao? Dừng lại! Hiểu rồi, nhận lấy nè. Ồ không, không phải chứ. Trò chơi kết thúc, Amanda. Không! Nên cho chị trở thành ai nhỉ? Mình nghĩ nên hóa thành Wesley mang bầu là được. Chuyện gì thế này? Trở lại ban đầu coi. Ồ, xin lỗi nha. Hình như chị phải đến bệnh viện ngay đó. Không, làm ơn. Bác sĩ à, mình bị làm sao thế này? Thư giãn nha, cậu đến đúng chỗ rồi đó. Để xem có cái gì đây. To như này không phải do bị sưng đâu. Siêu âm sẽ ra thôi. Đúng như mình nghĩ mà. Kết quả cuối cùng đây, chúc mừng nha. Cậu đã có thai rồi. Hả? Đây là lúc chúng ta cần đến pháo hoa. Mình muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Đi thôi nào con yêu. Chúng ta phải thông báo cho gia đình biết thôi. Chị làm được rồi này. Sẵn sàng nha. Em sắp trở thành cậu rồi đó nha. Hả? Biết vậy thì em đã không bật máy lên rồi. Vậy mà mình đã nghĩ em ấy sẽ rất hạnh phúc đó. Mình chưa quen với việc di chuyển hai người cùng một lúc. Đến lúc tắm rửa rồi. Mình thấy những viên bi chính là cách tuyệt nhất để thư giãn. Vài ngón tay để tăng thêm hương vị. Chừng đó chắc đủ rồi. Chưa bao giờ nghĩ cảm giác này lại thoải mái đến vậy. Đã quá à. Mình có thể mở một spa tại nhà được rồi ấy chứ. Thư giãn quá đi thôi. Wow. Đã đến lúc tính đến chuyện suy nghĩ về chỗ ngủ cho em bé rồi. Hình như Bosley sẽ phải làm điều đó thôi. Cái gì? Ý chị là sao chứ? Em đã chịu ngủ dưới cầu thang rồi mà. Trông ổn hơn rồi nè. Tuyệt cú mèo. Bosley à, hy vọng em nhớ đến việc đó là em không thể nào từ chối phụ nữ mang thai đâu. Em sẽ không đi ra khỏi chỗ này đâu. Em không đi đâu cả. Bosley, cậu là một chàng trai lịch lãm mà. Ok, chị lấy đi. Sẽ là một bé trai hay bé gái đây ta? Mình không muốn phải nhắc lại một việc đến 100 lần. Tốt hơn là nói một lần trước mặt tất cả mọi người. Chào cậu nha, xin chúc mừng. Chào Wesley. Chào nha. Wesley à, hy vọng cậu vẫn sẽ là cô nàng chuyên đi bắt nạt. Ô không, rất vui được gặp cậu nha. Chơi vui ha. Wesley à, mình thích buổi party này quá đi thôi. Gì chứ, chị ấy không mời mình đến sao? Mình cũng có bất ngờ đây. Xem nha. Là rắn hả? À, đem nó đi đi. Đúng là phong cách của Wesley mà. Đúng là anh chàng nhát gan. Và bây giờ là thời khắc dành cho sự thật. Mọi người sẵn sàng chưa nào? Mũi tên đâu rồi nhỉ? Ồ, mình nghĩ là mình thấy đó. Hay lắm Wesley à, cậu nhắm thẳng đến hồng tâm. Mình phải giấu các quả bóng khỏi cậu ấy đi thôi. Ok, đừng đùa nữa. Ai trong đấy vậy? Nhiều pháo giấy quá à. Ok, quay lại với trò cũ thôi nào. Rớt đầu đỏ. Có tác dụng rồi nè. Khói hồng bay ra. Đó là một cô gái, mình biết ngay mà. Chúc mừng nha. Bây giờ chính là bước đi trong danh dự. Thôi nào các cậu ơi, mình nặng lắm. Mình mừng cho cậu lắm á nha. Cầm lấy nè, mình muốn cậu mở ngay bây giờ. Cảm ơn nha, đẹp quá à. Mình mở đây. Chị có quà cho em à. Có khi nào mọi người chỉ mang đến những chiếc hộp rỗng không ta? Ồ, chắc là thứ gì đó thú vị lắm. Wow. Đây là bộ trò chơi nha sĩ. Hay đó nha. Mình quay lại nơi mình thuộc về rồi. Bosley, đặt mọi thứ về lại chỗ cũ mau lên. Làm sao để trám răng ta? Chị sẽ làm giúp cho em nha. Đến lượt chị chơi trò này rồi.
Quýt đây à, đừng mà. Chị vừa mới làm gì đó. Em nợ chị 3.000 đó nha. Wow, nhiều lời chúc quá đi. Thật là bất ngờ và mình vui quá đi. Cảm ơn các cậu nha, mình yêu mọi người lắm. Các cậu à, các cậu cũng có thể gửi lời chúc đến mình ở phần bình luận đó. Mình hứa sẽ đọc hết mà. Bụng mình ngứa quá à, mình không dừng lại được. Mình sẽ gãi thành cái hố mất thôi. Quýt đây à, thôi nào, bình tĩnh lại đi. Mình phải khiến cho đôi tay này thật bận rộn. Được đó chứ. Ok, cái này chắc có tác dụng nè. Ồ, và bây giờ đôi găng tay này cũng nguy hiểm quá đi thôi. Bây giờ mình sẽ không gãi nữa. Thở đều nào. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Không, mình không làm được. Cho mình 2 phút thôi. Cây à, ít ra thì em cũng không phản bội anh. Việc mang bầu này làm cho chị quét cây điên rồi. Đúng rồi, Wesley, tránh xa cái cây ra đi nào. Đừng động đến các em ấy mà, đó là bạn của em. Tránh ra, chị mang đồ tỉa cây đến đây. Không, đây là những gì chị cần. Cảm ơn nha. Patrick, em có bị làm sao không? Tuyệt, mọi thứ đã xong xuôi. Cắt vỏ ra. Hãy cẩn thận với con dao này. Hãy loại bỏ lớp đầu tiên ra nha. Chúng ta sẽ dùng muỗng để lấy phần nhân ra. Chừng này là đủ rồi. Chừng này chắc đủ cho 2 lọ. Chia phần này ra làm 2 mảnh nhỏ. Và đem phần thạch này bỏ vào trong hũ. Trộn lên nào. Để tăng tác dụng thư giãn, thêm một ít dầu dừa vào. Tuyệt. Trộn mọi thứ cho đến khi mọi hỗn hợp hòa tan. Wow, dày thật đó. Đã xong kem rồi. Bây giờ chuyển sang phần vỏ hộp. Bạn thích video mới này không nào? Vậy thì hãy nhấn like và đăng ký kênh Trum Trum Trick nha. Hẹn gặp lại lần sau.